đổ lên cái một luôn trời, ổng lên rất là cao luôn á các bạn. Bình thường hiện giờ nó còn trắng vô cái be kìa. Hiện giờ mình đang ở khu vực cầu chữ Y vào nha các bạn, ở vùng Ghiền. Thì mình cũng thấy mấy anh xe cuốc cũng đang trục vớt, và đội cứu hộ đang trục vớt cái phà xe cuốc càng về 07 nha. Thì chỉ có cái phà không nha các bạn. Ủa có phà không ta? Không. Đó, xe nó lên rồi đó. Chìm luôn, chìm cái chiếc 03 đây nè. Dạ. Đó. Rồi như vậy á, là sáng giờ là trục vớt cái chiếc 03 lên rồi đó. Chiếc 03 đậu bển đó. Dạ. Rồi xong rồi mới lại á, là trục vớt cái xà lan, cái kẹt của cháu gỗ. Dạ. Giờ còn xe không chứ 09 các bạn, chứ 04 chứ 03 chứ 03 ở trên không có. Cơn mưa hôm qua ở vùng Ghiền nó dữ lắm, mưa nha các bạn. Mưa thì ở nhầm cổ là nghe nói ở Ngọc Chúc là tóc nhà người ta luôn, mấy chục căn nhà làm chìm những chiếc phà. Rồi xe cuốc nhỏ nghe chú nói thì cái xe cuốc 03 là hỗ trợ vớt hôm qua các bạn, thì đậu là không nổi, đậu sáng này chìm luôn. Rồi sáng giờ mấy anh vớt cái 03, nó cái 03 không có cái chỏ các bạn, lên rồi đó. Bây giờ vớt cái xà lan, cái phà xe cuốc thời gian 07. Đó, bây giờ cũng sắp lên rồi. Giờ con 09 đang câu dây xe lái kìa, thì mấy anh bên đó đang bơm ra cũng nổi rồi đó các bạn. Rồi làm sáng giờ mấy ông ra đường này không biết trời, ông thử ra đường này mới không biết. Giờ cũng đang mưa lâm râm nha các bạn. Bông cao su để bơm hết trơn đó các bạn. Chỉ là mưa đó các bạn, mưa là chìm á. Khủng khiếp cái đám mưa hôm qua, chiều hôm qua. Đang bơm nó nổi lên rồi kìa. Giờ mấy anh cũng đang tiến hành tháo dỡ cao su rồi kìa. Mình cũng mới đi ngang để gặp thì ghé quay ha các bạn. Mấy anh là cũng làm mình sáng giờ đó trời. Nghe nói làm sáng giờ. Đây là
mưa qua à. Nhưng mình cũng xin nhắc lại cho các bạn biết nha, thì cái phà, tức là cái phà 07 này bị mưa chìm, đậu không nha, mưa chìm đúng chú, cái phà này đậu không, mưa chìm đúng chú, phà bự á. Dạ rồi, 03 lại tiếp, tiếp cũng không được rồi, đậu đó, mưa chìm luôn. Dạ đó, tức là chiếc 07 chìm rồi, 03 lại tiếp cứu hộ, nhưng mà không nổi thì đậu không thì mắc mưa cũng chìm luôn các bạn. Thì hồi sáng giờ mấy anh tiến hành giải cứu chiếc 03 lên rồi đó. Cái phà 03 thì đậu đây ha, lên rồi thì giờ tiến hành vớt cái xà lan của 07, chỉ có xà lan không nha các bạn. Ủa chứ đó đâu có xe hết chú, xà lan không nè. Dạ đúng rồi. Ừ. Tức là cái xe 03 lại cứu tiếp, rồi không nổi đậu rồi sáng này chìm luôn. Mấy ông cứu cái xe 03 lên bờ rồi đó, xe đó đó. Ừ. Dùng mấy cái ghe bơm các bạn. Trời đang mưa mấy anh cũng cố gắng làm cho xong. Vì cái phà sẽ cuốc các bạn, nước dữ lắm, nước dữ đóng ha. Xe 09 ở trên bờ kéo vô tiếp các bạn, rồi 03 đằng kia nữa, con Komatsu 03 ở dưới, con xe 04 nữa nè, hỗ trợ cũng nhiều xe. Hả? Hả thử không đó? Trời ơi, xúc luôn rồi. Trời ơi, bánh lái. Xúc cái bánh lái luôn rồi. Giờ cái chỗ nắp hầm ở sau nè các bạn còn vô nước ha, mấy anh cũng đang lấy cao su để ém lại là để bơm cho nó nổi hoàn toàn lên. Thì nghe chú hồi nãy ở đây ông nói thì cơn mưa hôm qua dữ khủng khiếp, cơn mưa ha, rồi làm cái phà nó bị chìm luôn đó các bạn.
tiến hành lấy ống bơm tiền ra sau sau lái các bạn. Làm sáng giờ luôn á, làm sáng giờ không luôn á. Có thể là cẩu chiếc xe 03 xuống luôn hết ta. Cẩu xuống luôn đó. Không chính nè. Hiện giờ mình đang thấy móc móc vô chiếc xe 03 bị chìm, mới coi cứu lên rồi á, để coi là mấy anh làm gì ha. Hết nước rồi kìa, bây giờ đang bơm hết nước ở sau lái rồi các bạn. Giờ cũng mưa lâm râm hoài các bạn. Bơm sắp nổi hoàn toàn cái phà xe cuốc rồi các bạn. Phà này đi xe cuốc càng dài á. Mấy anh làm gì ta? Bây giờ mình thấy đang gịch cái xe cuốc cho nó ngay lại kìa. Mấy anh leo lên đó không biết làm gì nữa kìa. Nổi muốn hoàn toàn được cái phà xe cuốc rồi đó các bạn ha. Chút xíu thì chắc xong rồi.
đã cạn nước rồi đó các bạn. Phà xe cuốc 07 đã hết nước rồi, xong rồi đó. Để hồi mình coi sẽ mấy anh sẽ nghe nói thì cũng chở cái xe cuốc 03 bị chìm á các bạn, bị về nhà để sửa luôn. Anh em cũng dầm mưa dưới lội sông rồi, sáng giờ mình mẩy thì cũng ướt bem hết trơn rồi các bạn. Ráng làm cho xong thì làm gặp sự cố các bạn rất là cực luôn. Đó, chiếc 03 giữ cái phà vô bờ các bạn, giờ cái phà nổi xong rồi thì chiếc 03 cũng dở cần ra lên. Rồi bắt đầu chắc mấy anh móc xích dầu cái xe cuốc 03 các bạn, chuẩn bị hồi có thể là kéo xuống xà lan để di chuyển xe về nhà để sửa chữa ha các bạn. Tại bên sông thì không có điện đài với này kia cũng khó các bạn. Để hồi coi mấy anh lôi xuống cẩu xuống cái chẹt như thế nào ha. Ở đây thì còn có Mitsu. Được cái phà. Cái phà hiện giờ thì nổi hoàn toàn hết rồi các bạn. Rồi bắt đầu chiếc 09 đang cẩu chiếc 03 bỏ xuống chẹt luôn nha các bạn. Ồ, cẩu lên cái một luôn trời.
rất là nhẹ nhàng luôn các bạn. Cậu mình lên luôn ha, chiếc 09 Komatsu các bạn. Ôi cậu trong 3 cái 1 luôn kìa. Bỏ xuống chẹt luôn nha các bạn. Ổng lên rất là cao luôn đó các bạn. Bình thường chiếc 04 ở dưới phà chỉ hỗ trợ kéo cái phà vô theo các bạn ha. Thì chiếc 09 chỉ diệt cẩu thôi. Giờ nó còn trắng vô cái be kìa. Nó nhóng lên rồi đó các bạn. Chỉnh cho ngay lại. Đang chỉnh cái phà cho ngay lại các bạn. Rồi bắt đầu xe 04 kéo tiếp cái xe 03 cho nó hoàn toàn ngay xích lại. Ôi nó xe tròn rồi. À, chưa có ngay bánh xích lại dưới cái phà. Hết hồn cái xe mạnh trời. Chỉnh lại chút xíu nữa bỏ xuống là ok ha các bạn. Đó, dần dần hạ xuống. Đó, ok đó. Quá hay. Quá trời hay luôn các bạn. Ở xe cuối 03 ở sau cũng tiếp để kéo cái phà vô sát vô á cho anh 09 ảnh cẩu xuống. Cái xe đó lực ghê thì trời, cái chiếc 09 đó các bạn. Cẩu cái 03 mà đi chơi trời. Giờ chỉ có việc chỉnh cái còn chưa im nữa các bạn, chỉnh lại cho cái chỏ đó các bạn, cái bắp cần nó ngay lại mới di chuyển đi về được. Mất kéo lên nữa nè. Thảo ông nhớt ra mới được. Bắt đầu ăn mét.
Rồi hiện giờ thì cũng vớt phà xong rồi các bạn, với đưa cái chiếc 03 bị chìm á, thì cũng xuống phà an toàn rồi ha các bạn. Thì cũng di chuyển những cái xe cút về, bơi phà về ha. Thì hồi xe 09 cũng sẽ xuống phà nha các bạn. Bơi vô. Không chính kéo cái phà lại các bạn, có lẽ thì chiếc 03 để coi chiếc nào xuống nha các bạn, chắc có lẽ thì để coi chiếc nào xuống phà này nha. Bây giờ mấy anh cũng di chuyển về nha các bạn. Vậy là chiếc không Komatsu 03 các bạn xuống phà về luôn. Đầu nâng lên để bỏ xuống phà các bạn ha. Chiếc này dòng chiếc phà của 03 chìm đó các bạn. Chiếc phà này bị chìm
chuyện trả chiếc 03 chìm á, thì dòng lại chắc dòng về nhà luôn á các bạn ha. Chiếc 03 kia thì xuống bà xong rồi đó. Xe thì xe nhà không nha các bạn, của công ty. Là dòng cái chiếc phà 03 này về. Rồi hiện giờ thì bơi về các bạn, bơi vòng cái chiếc xe, chiếc phà về luôn. Chứ chở thêm một chiếc xe 03 mình bị chìm á. Chiếc phà này là phà 03. Nó di chuyển về nhà luôn. Rồi bắt đầu chiếc 03 Komatsu này cũng cái phà ha, cái phà này thì di chuyển, cái phà bị chìm 07 vậy ha. Chiến dịch nó hỏng trên đạp nước này. Ở trước thì xe cuốc móc tiếp đi nữa kìa. Dòng cái phà 07 chìm ha, chìm về. Sình á, chìm mấy ngày rồi sình. Rồi bắt đầu xe cuốc 09 là chuẩn bị xuống phà luôn nha các bạn. Chắc lấy dĩ bỏ xuống trước.
mấy khúc mấy cái cây không phải vậy. Cây cũng trơn dữ à. Bỏ cái cây xuống nó trơn nha các bạn. Rồi bắt đầu xô cái phà ra các bạn, để lấy cái mũi vào. Thì để máy lên nữa các bạn, để máy để đạp cái lái qua dữ lắm, cái phà này dài. Đây chuẩn bị nhắc lên để xuống phà nè các bạn ha, căng lên bỏ xuống. Chiếc này cô Mitsu 09 nha các bạn. Xuống xong rồi ha các bạn. Rồi giờ mình cũng xin kết thúc video luôn các bạn ơi. Hẹn các bạn những video tiếp theo của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ nha.